Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị thân hữu Phật tử gần xa. Sáng nay ngày 11 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 21 tháng 5 năm Canh Tý, tại thiền viện Quy Đi Giá Mét Tá, tọa lạc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Thiền viện nằm trên một khu vườn rộng hơn 3 mẫu, là vùng đất trù phú nổi tiếng với đặc sản trái cây ngon như chôm chôm, sầu riêng. Nhìn từ trên cao, nơi đây như một ngọn đồi, cảnh quan thật đẹp và yên tĩnh, có con số nước chảy quanh năm với một vẻ đẹp tự nhiên thơ mộng. Hôm nay, các thiện nam tín nữ Phật tử đã câu hội về thiền viện để chuẩn bị cho buổi lễ dân cúng hang cốc, làm nơi tăng xá cho quý chư tăng và lễ dân y tắm mưa. Theo luật tạng Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông Việt Nam, thời gian an cư nhập hạ bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 đến ngày rằm tháng 9 âm lịch. Xuất phát từ cơ sở đó để giúp chư tăng an tâm tu tập, phụng sự đạo Pháp trong khoảng thời gian này, Phật tử các giới phát tâm cúng dường y áo và những vật dụng cần thiết lên chư tăng. Đại lễ dân y tắm mưa mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của người Phật tử đối với việc hộ trì tăng già, vừa là niềm vui lớn trong mùa an cư cho người Phật tử tại gia, được cơ hội đến chùa tạo nhiều công đức thiện sự. Công trình xây dựng ba hang cốc này do các gia đình thí chủ phát tâm hỷ cúng là gia đình Hải Thanh Trúc, gia đình Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Hạnh và gia đình Trần Thị Việt Thanh, Thái Thị Hồng Hạnh. Buổi lễ có sự chứng minh tham dự của quý chư tôn đức tăng và các cô tu nữ Phật tử về tham dự. Bhavantu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sadha soti bhavantu te bhavantu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sadha soti bhavantu te bhavantu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba Sangkanu bhave nasara soti bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Chư thiên nữ công địa cầu tướng ngữ rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các Phật thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc trong cõi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo hầu, tu hành tinh tấn mơ hầu phước sanh. Y đằng nô nha, y đằng hô tu sư ký ta tổ nha. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin nồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an.
bằng quyến thuộc còn tại tùy. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trân ngày thật là hoan hỷ cho quả phước ngày hôm nay khi gia đình Phật tử Hải Thanh Trúc đã phát nguyện cúng dường nơi trú xứ đến chư Tỳ Khưu Tăng để các sư có nơi cư trú an tâm nhập hạ mùa an cư. Đức Phật Thích Ca thị hiện ra đời không ngoài mục đích làm cho chúng sanh ly khổ đắc lạc. Giáo pháp của Ngài tỏa rạng khắp cõi Ta Bà, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành theo đều sống trong cảnh an lạc giàu sang và hạnh phúc. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý cô tu nữ cùng quý Phật tử thương mến, sự có mặt của chúng con ở cõi đời này đã là rất quý. Được gần gũi chư Tăng chỉ dạy và thương mến là vô vàn phước duyên của tất cả chúng con. Phước báo hơn cho chúng con là được cúng dường trú xứ hợp luật đến chư Tăng, vì Đức Phật Ngài dạy rằng sự bố thí trú xứ đến hội chúng để hành thiền định và minh sát, đem lại sự nương náu, đem lại sự an lạc, đã được chư Phật Đà ngợi khen là tối thắng. Vì thế, người trí tuệ thấy lợi ích cho mình, cho xây trú xá đẹp, để các bậc đa văn có thể ngủ nơi ấy, nên cúng dường cơm nước, y phục, chỗ trú ngụ đến các chân tu ấy, có tâm tư thanh tịnh đến người các vị thuyết, pháp xua mọi khổ đau, người thấy pháp đời này không còn ô nhiễm nữa, và chứng ngộ niết bàn. Kính bạch quý Ngài, với tâm lực, trí lực của sư cả cùng với chư Tăng và sự chung tay của quý Phật tử gần xa, làm cho ngôi thiền viện thêm trang nghiêm tốt đẹp. Mỗi ngôi cốc được mọc lên là thêm sự tu học, gìn giữ Phật Pháp, được bền vững lâu dài. Chúng con ước mong có thật nhiều ngôi thiền viện, ngôi cốc mọc lên để chúng con cùng hậu thế về sau được luôn sống trong chánh Pháp, trong lời dạy của quý Ngài. Y đam mê bun nhân nít ban la sát bát cha do hồ tu nam mô bốt tha giá. Xin đại chúng đọc theo con. Ma văn thành tê sang sa ra quát ta đúc kha tô mô cha nát tha giác ý măng quý ha răng cáp bí giác cu tin ca tung a thô tắc áp a thô tắc an la ba đề hí áp cáp mi toa ca dê hí Phu-si-ta Yatha-su-khang Bari-bun-chi-tung Agata Nagata-sak Chatut-di-sa-sa Sang-kha-sa Đề-mắt Bati-bun-chatu Am-he-am-e Tàn-tê Sang khô Anukam băng Upada giác. Kính bạch chư đại đức tăng, vì mong muốn thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, chúng con xin cúng dường ngôi cốc liêu hang động này đến chư đại đức tăng hiện diện nơi đây và tứ phương Tỳ Khưu Tăng. Chúng con xin phép làm cho ngôi cốc liêu này được hợp luật và khiến cho chư đại đức tăng
có thể cư trú trong ngôi cốc liêu này một cách thoải mái nhất. Quý ngài có thể tự nhiên bước với đôi chân chưa được rửa hoặc đôi chân còn ẩm ướt. Quý ngài có thể xúc chạm bất cứ thứ gì của ngôi cốc liêu với thân thể của mình. Kính bạch chư đại đức tăng, kính xin quý ngài vì lòng từ thương xót đến cho chúng con mà hãy thọ nhận và sử dụng trú xứ này. Sa thụ sa thụ sa thụ. Hết ca bốn nhân nô an u mô đan tu di đăng ra căn tu nô ga ro a ca sa tha cha hum ma ta. Như trong kinh Phước Thí, Đức Phật có dạy, phước là sự bố thí. Phước thí sẽ giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Phước thí là bến bờ núi báo, cù lao châu ngọc, lầu đài xe cộ của quý cõi sống no vui. Phước thí là hạnh phúc cao thượng. Thật vậy, vào thời Đức Phật, các thiện nam tín nữ đã thâm hiểu, thấm nhuần và hành theo lời Phật dạy, cũng như tín nữ Visakha hết lòng hộ đạo, bố thí cúng dường tứ vật dụng cho chư tăng ni. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng quý Phật tử, con tên là Nguyễn Hữu Hạnh, pháp danh Tâm Phương. Con có duyên làm được chư tăng cho phép gia đình con được cúng dường một ngôi cốc liêu hang động làm nơi cho chư tăng tu tập. Đó là niềm hạnh phúc vô biên cho chúng con. Con nguyện mong quả phước hanh cao này dâng đến chư thiên, phạm thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài luôn được an vui tấn hóa. Nguyện mong phước thiện này thấu đến cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc đã quá phản. Mong cho các vị ấy được tái sanh trong cảnh giới an vui, và xin phước báo này trợ duyên cho con thành tựu những hạnh lành, gia đình an vui và sớm chứng ngộ giải thoát. Xin chia phước đến các thân hữu cùng chúng sanh đồng diệu phước cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa ma bồn đa nu a ve na sa đa so ti phật văn tu te phật văn tu sa ba anh ga lang ra can tu sa ba đề ba đa sa ba nam ma nu a ve na sa đa so ti phật văn tu te phật văn tu sa ba anh ga lang ra can tu sa ba đề ba đa sa ba sang ga nu a ve na sa đa so ti phật văn tu te phước bao hằng có đến người độ sinh chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Trưởng giả cấp cô độc trải vàng xây tịnh xá. Đến nay chúng ta thấy trên khắp thế giới nói chung và trên mọi miền đất nước Việt Nam nói riêng, các tự viện tịnh xá được xây cất rất khang trang tốt đẹp. Do vậy mà hàng cư sĩ Phật tử đã nhịn ăn bớt mặc, hạn chế tối đa những nhu cầu cần thiết, trải lòng thành kính, dâng tịnh tài tịnh vật cúng dường Tam Bảo. Imina sakare mi buddha hằng mi tham măng mi sang khăng a phi bu cha già mi. Thỉnh pháp sư từ bi thiết giáo, quỳ nơi đây chúng con tâm đạo tính thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Kính bạch quý ngài, chúng con cầu mong quý ngài ban bố cho chúng con một thời pháp để cho chúng con có được chánh kiến.
có được tri kiến là phước báo cho chúng con trong đời này và đời sau. Chúng con kính thỉnh quý ngài lần thứ nhì, chúng con kính thỉnh quý ngài lần thứ ba. Kính bạch chư đại đức tăng, con xin phép chư đại đức tăng cho phép để con được chia sẻ đến ca gia đình thí chủ một thời pháp thoại. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý sư cô cùng chư thiền nam tín nữ, hôm nay là một ngày rất là hoan hỷ. Đó là ngày mà chư Phật tử đã dâng những hang động cốc liêu đến chư Phương Tăng, và cũng là ngày mà gia đình đại thí chủ dân y Ca Ti Ná là gia đình cô Trần Thị Việt Thanh, Thái Thị Hồng Hậu, Tác Bạch dân y Tắm Mưa đến chư Tỳ Khưu Tăng nhập hạ tại Thiền Viện Quy Đi Giá Mết Tá. Và giờ đây hội chúng đã thanh tịnh, chúng ta hãy cùng nhau cung kính đảnh lễ tán thán ba ngôi ơn đức Tam Bảo với tấm lòng cung kính sâu sắc nhất. Samanta chaka wa le su akagancha tu devata Sathamma mune rajasa sunantu sakka mongkadang Dhamma sawana kalo ayam padanta Dhamma sawana kalo ayam padanta Dhamma sawana kalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tình, thắng thiên ma vạn trướng trùng trùng, con xin lạy đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác chánh đạo con đường chánh pháp, đưa chúng sanh thoát khỏi bờ mê. Nay con một niệm quay về, quy y pháp bảo Bồ Đề tự tâm. Tăng là bậc hiền từ nghiêm tình, giúp trần lao đạo quả viên thành. Lục căn thanh tịnh vô song, ứng cũng cao thượng phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, cung kính đảnh lễ tán thán ba ngôi ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn trí diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược năng chữa bệnh khổ thân và khổ tâm của chúng sanh. Những ai thực hành theo chánh pháp hằng được sự an vui. Tăng là đệ tử của Đức Phật, các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do năng lực đảnh lễ ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt, cầu mong ơn đức Tam Bảo gia hộ đến chư đại đức tăng cùng toàn thể chư Phật Phật tử hiện diện nơi đây cùng thân quyến, luôn được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, an vui và sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, để cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thảy,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý sư cô cùng quý vị Phật tử gần xa. Hôm nay thật là một ngày rất là hoan khỉ khi mà chư Phật tử đã tạo dựng nên ba cái hang động rất là khả ái, khả hỷ, khả lạc, thanh tịnh, tốt đẹp, và đã tác bạch cúng dường đến tứ phương tăng. Đó là quý vị đã làm được một cái phước thiện vô cùng to lớn, mà trong kinh Đức Phật có dạy rằng: này các tỳ kheo, cúng dường trú xứ là cúng dường cao thượng trong vật thí. Và hôm nay cũng là ngày mà quý vị dâng y tắm mưa đến tỳ cưu thăng nhập hạ tại thiền viện Quy Đi Giá Mết Tá. Quý vị đã gìn giữ được truyền thống tốt đẹp có từ thời Đức Phật, và quý vị cũng đã gìn giữ được truyền thống tốt đẹp của Bậc Thánh. Thế nào là quý vị đã gìn giữ được truyền thống tốt đẹp có từ thời Đức Phật? Quý vị đã có sự cúng dường rất là trang nghiêm, rất là trân trọng những hang động đến chư đại đức tăng. Thời Đức Phật còn tại thế, Đức vua Bimbisara, ông Anathabindika, bà Visakha là ba người đầu tiên cúng dường ba trú xứ rất là khả ái, khả hỷ, khả lạc, thanh tịnh đến Đức Phật và chư tăng. Như vậy là quý vị đã gìn giữ được truyền thống tốt đẹp có từ thời Đức Phật. Và hôm nay quý vị lại làm lễ dâng y tắm mưa. Đó cũng là quý vị đã gìn giữ được truyền thống tốt đẹp có từ thời Đức Phật. Thời Đức Phật còn tại thế, hay ngay cả chư tăng thời nay, kính thưa quý vị, chỉ có mặc có tam y thôi. Y nội, y vai trái và y tăng già lê. Nên vào những mùa mưa đó rất là khốn khó, rất là khó nhọc, có thể đạt đắp trên mình những lá y được khô ráo một cách hoàn toàn, đó là điều rất là khó. Thì một ngày nọ, người tỳ nữ của bà Visakha đi đến chùa để thỉnh chư đại đức tăng về tư lai tư gia của mình vào ngày mai, theo lời của bà chủ là bà Visakha, để về tư gia của mình làm lễ trai tăng. Thì cô tỳ nữ này tới chùa đó, đến kỳ viên tịnh xá đó, thì thấy toàn là những đạo sĩ lõa thể không à, không có quần áo gì hết á. Bà mới về và mới tác bạch lại với bà Visakha như vậy. Nhưng mà với trí tuệ của một bậc thánh tu đầu quần, quý vị nên nhớ bà Visakha lúc này là bậc thánh tu đầu quần. Bà biết rồi, bà biết được là lý do tại sao. Nên bà mới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn cho phép được dâng y tắm mưa đến chư đại đức tăng, chư tỳ khưu tăng. Thì quý vị biết á, có cái lá y tắm mưa rồi á, thì chư tăng sẽ đỡ nhọc nhằn hơn ha. Khi mà vào mùa mưa đó, thì có thể mà vần lên mình lá y tắm mưa thì sẽ không bị coi như lõa lồ ha. Rồi y mà mình đang mang trên người nó được khô ráo, nghe không? Sạch sẽ. Và đặc biệt á, quý vị có một cái tin vui cho quý vị, ở thiền viện Quy Đi Giá Mết Tá này á, quý vị dâng y tắm mưa là hợp thời. Quý vị biết sao hợp thời không? Ở đây đó,
những cái hang động của quý vị cúng dường, những cái cốc mà chư tăng ở, không có xài điện, không có xài nước, phải tự xách, phải tự xách. Như vậy quý vị dân y tắm mưa là chư tăng vẫn cái y tắm mưa và ra ngoài tắm thôi. Vào những cái mùa mưa như thế này, ở miền Nam này mưa rất là nhiều, gần 4 tháng. 4 tháng rất là cực. Mà những cái cốc đó là không có nước, phải xách bằng tay. Nên chư tăng rất là hoan hỷ khi có những lá y tắm mưa. Chứ bây giờ những cái chùa ở thành phố đó, bây giờ đâu có tắm mưa nữa, đâu có tắm mưa. Có những cái phòng rất là kín đáo, sang trọng, không có dân y tắm mưa và chứ không xài, không ít xài lắm. Còn ở đây là xài chắc chắn và rất là tốt đẹp. Quý vị thì nghĩ đúng không? Xà thú đi. Và quý vị là cũng đã được gìn giữ truyền thống tốt đẹp có từ thời Đức Phật, không? Khi nãy sư nói là Đức vua Bimbisara, không? Cúng dường cái gì? Trúc Lâm Tịnh Xá, ông Anathabindika cúng dường Kỳ Viên Tịnh Xá, và bà Visakha là cũng thí chủ dân ý đầu tiên luôn đó, tắm mưa đầu tiên luôn đó, cúng dường cái ngôi từ gì? Bappa Rama tức là Đông Phương Tự, đến chư đại đức tăng. Và quý vị hôm nay quý vị đã gìn giữ được truyền thống tốt đẹp có từ thời Đức Phật, và quý vị cũng đã gìn giữ được truyền thống tốt đẹp của bậc thánh. Đây là điều quan trọng này, đây là quan trọng. Tại sao sư nói là cái dân y tắm mưa là quý vị đã gìn giữ được truyền thống tốt đẹp của, có được sự tác bạch của bà Visakha là một bậc thánh tu đầu quần, và được sự chấp nhận của Đức Phật đó là bậc toàn giác. Như vậy sự tác bạch và sự chấp nhận của hai bậc thánh, và quý vị bây giờ gìn giữ được cái truyền thống tốt đẹp đó, há chẳng phải quý vị đã gìn giữ truyền thống của bậc thánh hay sao? Nhưng mà đó mới là hình thức thôi, đó là mới hình thức. Còn cái nội dung mới là quan trọng. Kính thưa quý vị, bậc thánh tu đờ quần có lòng tin bất động nơi Tam Bảo, tin nơi Đức Phật, Ngài là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, nhân thiên sư Phật Thế Tôn. Nói gọn lại, Ngài có ba cái phẩm hạnh. Thế nào là ba? Ngài có tịnh đức, Ngài hoàn toàn thanh tịnh, không còn một phiền não nào, loại thô hoặc loại tế. Dù ở trong bóng tối hay là ngoài ánh sáng, không hề khởi lên một bờn nhơ, hoàn toàn thanh tịnh tốt đẹp. Dù cả thế gian này có tán thán, có cung kính, có cúng dường cho Ngài, cũng không phải vì vậy mà Ngài vui. Dù cả thế gian này có nguyền rủa Ngài, có phỉ báng Ngài, có chê trách Ngài, cũng không phải vì vậy mà Ngài buồn, bởi vì Ngài hoàn toàn thanh tịnh, không còn một phiền não nào, dù đó là loại thô hoặc loại tế. Ngài có bi đức, Ngài có một cái tâm đại bi, thương tưởng cho tất cả chúng sanh, không bờ mẻ, không rào cản, không ngăn che. Một cái lòng từ bi vô thường, một lòng từ đến muôn loài, dù đó là thân bằng quyến thuộc của Ngài hay là người xa lạ, Ngài đều có một cái tâm đại bi thương tưởng cho tất cả. Dễ sợ chưa? Còn mình thì khác, không? Ai thương mình mới thương, ai yêu mình mới yêu, còn không mình không có yêu. Còn Đức Phật không có chuyện đó. Bậc thánh tu đà hoàng họ có lòng tin bất động nơi cái
phẩm hạnh này của Đức Phật. Mà thật ra sư giảng hoài cuộc đời này không có người đáng ghét và đáng chán, chỉ có người đáng thương và đáng yêu thôi. Nghe hoài rồi phải không? Cái này nghe hoài, nhưng mà quan trọng làm có được không? Ai làm được giơ tay sư coi để sư mừng cái coi. Hôm nay là ngày đại hỷ đó ha. À, ngày đại hỷ, hãy cố gắng học theo lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là những cái hình thức bên ngoài. Giữ được cái truyền thống tốt đẹp có từ thời Đức Phật, đó là mấy cái chuyện ngoài da thôi. Học theo cái gương Đức Phật. Cái phẩm hạnh thứ ba của vị Phật đó là tuệ đức. Ngài có một cái trí tuệ thấu suốt thế gian, không bờ mẻ, không rào cản, không ngăn che. Trí tuệ thấu suốt quá khứ, thấu suốt hiện tại và thấu suốt vị lai, không bị ngăn che. Không có cái chuyện gì trên thế gian này mà Ngài không biết hết á. Mà cái trí tuệ đáng nói nhất của một vị Phật đó là trí tuệ thấu triệt được chân lý tứ thánh đế, rồi đem ra giảng giải, giáo hóa cho chúng sanh, cũng được thể nhập, cũng được thấu triệt, cũng được chứng ngộ như Ngài. Đây là trí tuệ đáng nói nhất của một vị Phật. Cái lòng tin thứ hai của Bậc Thánh đối với Tam Bảo đó là Pháp Bảo. Pháp là lời dạy của Đức Phật, nó thiết thực hiện tại, không có thời gian. Đến đêm mà thấy, có khả năng hướng thượng và được người trí giác hiểu. Pháp là chân lý, là sự thật. Dù quý vị và chúng tôi có hiện hữu trên cuộc đời này hay không, Đức Phật có tồn tại, có hiện hữu trên cuộc đời này hay không, thì chân lý này, pháp này vẫn hiện hữu. Khi chúng ta sống với một cái tâm thiện lành, tốt đẹp, trong sáng, từ bi, chúng ta an vui lắm, không? An vui. Đó là quy luật của pháp, không ai xen vào đây hết. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sống với một cái tâm hẹp hòi, mang trá, xảo quyệt, sân hận, tật đố, hiềm khích, thì chúng ta đau khổ, đau khổ, không ai xen vào đây hết á. Hồi nãy giờ ngồi đây nghe sư nói pháp, nó chán lắm, nó không thích. Ông nói gì đâu thì mình chán, tự nhiên người mình nó mệt lắm. Đó là quy luật ha, không ai xen vào đây. Mà vui lắm, hôm nay được đi ngắm cái vườn chôm chôm, được nghe những tiếng chim mà chưa bao giờ mình nghe. Nó ca, nó hót ở bên bờ suối. Có ngọn trúc cây tre nó ngã về, nó soi bóng với dòng suối trong veo, vui lắm, hạnh phúc. Tự nhiên mình vui, mình hoan hỷ, đó là quy luật. Pháp là vậy, chứ không phải pháp là cái gì nó xa vời lắm. Và Bậc Thánh có lòng tin bất động nơi pháp. Và lòng tin thứ hai ba của Bậc Thánh đối với Tam Bảo đó là lòng tin nơi Tăng. Tăng là đệ tử của Đức Phật, các ngài là những bậc thiện hạnh, những bậc chánh hạnh, những bậc như lý hạnh, những bậc ứng lý hạnh, là bốn đôi tám vị, tức là bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, là những bậc đáng chúng ta chấp tay, đáng chúng ta lễ bái, đáng chúng ta cúng dường, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Các ngài là những bậc thanh tịnh, đã thanh tịnh tốt đẹp trong quá khứ, cũng đang thanh tịnh tốt đẹp trong hiện tại, và sẽ thanh tịnh tốt đẹp trong tương lai. Chứ đừng có tới mà thấy hôm nay thiền viện Quy Giá Mít-ta có những vị sư khả ái, khả hỷ, khả lạc quá. Những vị sư tốt đẹp rồi bắt đầu mình có lòng tin, mình đi quy y, mình cứ cột chặt cái vị đó là phải thầy mình mới chịu. Mình khổ. Giờ đây chư Tăng còn thánh tình, còn tốt đẹp, sau này bị lợi dưỡng danh vọng nó chi phối, không còn tốt đẹp nữa,
Bồ quý vị không có lòng tin nơi tăng nữa hả? Thấy chưa? Rắc rối. Hướng tâm đến ba thời tăng, quá khứ, hiện tại và trong tương lai. Thì như vậy quý vị mới thật sự là người có lòng tin tốt đẹp, trong sạch nơi tăng. Như vậy là bậc thánh Tu Đà Quần, phẩm chất thứ nhất đó là có lòng tin bất động nơi Tam Bảo. Và bậc thánh Tu Đà Quần cũng có lòng tin bất động nơi nghiệp và quả của nghiệp. Nhớ nha, cái điều này là quan trọng nè. Các ngài luôn luôn có lòng tin bất động nơi nghiệp và quả của nghiệp, nên các vị ấy sống trong cuộc đời này được an vui. Hiểu rất là sâu sắc nơi nghiệp và quả của nghiệp rồi, khi mà thọ hưởng quả an vui tốt đẹp, vị ấy không ngã mạn, không kiêu căng, không tự phụ, biết rằng đây là quả lành mình đã nhận được trong quá khứ, trong hiện tại do cái nhân thiện lành trong quá khứ. Hay là khi mà thọ lãnh quả bất thiện, quý vị không có than vang, không có kêu trời than đất, bởi vì vị ấy hiểu rất là sâu sắc rồi, đây cũng cái quả bất thiện mình phải gánh chịu thôi, do cái nhân bất thiện mình đã gieo trong quá khứ. Nên vị ấy sống trong cuộc đời này luôn tự tại, ung dung, định tĩnh, kiên trụ cường. Bậc thánh Tu Đà Quần có giới hạnh hoàn toàn trong sạch. Nếu vị ấy là người cư sĩ sống ở gia đình, năm giới là trọn vẹn, là trong sạch hoàn toàn. Dù có đưa dao, đưa súng lên đầu, bảo rằng hãy sát sanh, không thì sẽ chết, vị ấy sẵn sàng chết, không thể sát sanh. Nếu bảo phải tà dâm, dù phải chết, vị ấy vẫn không làm. Năm giới, vị ấy hoàn toàn trong sạch. Vị ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu, men rượu nấu. Như vậy là bậc thánh Tu Đà Quần có giới hạnh hoàn toàn trong sạch. Hương chiên đàn già la, hương sen, hương vụ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là tối thượng, ít giá trị hương này, hương trà lá chiên đàn, nhưng hương người giới hạnh. Nhưng hương người giới hạnh, tổ thượng tỏa thiên giới. Hương các loài hoa thơm, không ngược bay trong gió, nhưng hương người giới hạnh khắp ngược gió chung bay. Chỉ có bậc chân nhân hương tọa bốn phương trời. Quý vị thấy người mà có giới hạnh sướng không? Không những tỏa sáng trong đời này mà tỏa sáng trong thiên giới luôn. Mà bậc thánh Tu Đà Quần là người có giới hạnh hoàn toàn trong sạch. Nếu mà vị ấy xuất gia là một vị sa di, là giữ toàn bộ giới hạnh của Đức Phật. Vị ấy là một vị tỳ khưu, sẽ giữ toàn bộ giới hạnh của một vị tỳ khưu. Bởi vì vị ấy có lòng tin bất động nơi Tam Bảo mà, tin Đức Phật mà. Tin nơi Đức Phật mà làm sao tin bất động nơi Đức Phật, làm sao mà dám làm sai giới hạnh của Đức Phật ban hành. Chuyện đó không thể xảy ra, không thể xảy ra. Lại nữa, vị ấy không còn tâm keo kiệt, bỏng sẻn nữa. Dễ sợ chưa? Cái này mới ghê nữa này. Bởi vậy quý vị thấy thời Đức Phật, Đức Phật dặn chư vị tỳ khưu á, này chư tỳ khưu, cái đường nào mà các ông đi khất thực á, mà có chư thánh tăng, chư thánh á, chư thánh cư sĩ đó, thì chớ có đi nhiều, nhớ nha, chớ có đi nhiều ở đó. Bởi vì sao? Những bậc thánh Tu Đà Quần thôi, mình nói cấp độ Tu Đà Quần, họ không còn tâm bọn sẹn nữa. Dù phải nhìn ăn, nhìn mặc, họ cũng sẵn sàng cúng dường đến cho chư tăng. Bởi vì họ không còn có cái tâm, bởi vì họ không còn cái thân kiến nữa, thấy không? Ba cái hạ phần kiết sự, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, họ đã đoạn trừ hoàn toàn.
Họ không biết chắc sâu sắc rằng cái sự hình thành của cái thân và tâm này nó là giả hợp, nó là bọt bèo, nó là giả tạm. Hiểu sâu sắc nên họ không còn bỏng sẻn keo kiết nữa. Dễ sợ không quý vị? Ở đây bao nhiêu người làm được như vậy coi ha? Hãy cố gắng ha, thực hành để mình noi gương theo những bậc thánh ngày thưa. Mình đã truyền được, mình đã giữ gìn được cái truyền thống tốt đẹp của thời Đức Phật rồi, thì mình hãy học, hãy hành, hãy thực tập cái điều tốt đẹp của bậc thánh đã có để đem lại lợi ích cho đời này và đời sau. Còn nhiều lắm quý vị, có nhiều cái pháp tốt lành lắm mà bậc thánh Tu Đà Quần có được. Thời lượng hôm nay cũng vừa phải lẽ, sư không có nhiều thời gian, rất là hoan hỷ muốn nói nữa nhưng mà thời gian giờ đây để đến hết. Mời quý vị xem tiếp tập sau vào một đợt dịp khác ha. Giờ nay thì thời gian đã hết rồi. Với phần phước nào phát sanh do thuyết pháp, xin dâng đến chư đại đức tăng, dâng đến vua trời Đế Thích Các Ngài, tứ đại thiên vương cùng tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Ta Bà, nhất là chư thiên ngự nơi thiền viện Quy Đi Giá Mít Ta này, cầu mong các ngài hoan hỷ thọ nhận. Sau khi các ngài hoan hỷ thọ nhận rồi, xin các ngài mách bảo cho thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ của tất cả chư Phật tử đã quá vãng về đấy thọ nhận phần phước này. Sau khi thọ nhận rồi, được an vui trong cảnh giới tái sanh của mình, được kết quả làm người quả trời cùng quả an vui. Và với phần phước nào phát sanh, xin chia phước đến toàn thể chư Phật tử cùng thân quyến đang hiện diện nơi đây, luôn được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành để cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thụ sa thụ sa. Và sư cũng vô cùng hoan hỷ tán thán công đức của ba đại thí chủ dân cốc, dân hang động, đó là gia đình của cô Trần Thị Việt Thanh, Thái Thị Hồng Hậu, gia đình của Hải Thanh Trúc, gia đình của Nguyễn Hữu Hành, Nguyễn Hòa Bình. Và trong cái công trình thì có rơi nhất là công trình phụ như là san lấp mặt bằng. Quý vị biết ba cái đồi đất đó mình san gần 500 xe đất, cũng như là bao nhiêu công cán để họ trồng cây, trồng cỏ. Đó là có sự chung hùng phước với những tâm lòng rất là trong sạch, tốt đẹp của gia đình cô Tính, công ty Bảo Minh, gia đình Dung Đức, gia đình Anh Lập cùng nhóm Bác Chánh Đạo ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình cô Thiện, gia đình Anh Luân, nhóm Hộ Pháp, gia đình Diệu Thanh Thiền Hạnh, gia đình sư cô Sona, gia đình cô Liễu Diệu Tính, gia đình cô Sô Silawati, gia đình của cô Cúc cùng nhóm Phật tử, sư cô Khê Ma, cô Huyền May Mười, cô Hồng cùng tập thể công ty May Mười, gia đình cô Phạm Thị Lê Hương, Nguyễn Hoàng Thông, công ty Phốt Pho Vàng Việt Nam, nhóm Phật tử chùa Phổ Minh, đại gia đình bác Nguyễn Phú Cường, Trình Thị Sen, nhóm thợ xây anh Tuấn, nhóm bác Chánh Đạo anh Hoàng Anh, thợ mộc đã cúng dường ba cái liễn rất là đẹp đến vừa làm mới xong ngày hôm qua. Gia đình anh thợ mộc, anh Phòng, anh Viện, anh Son, anh Tâm, anh Hoa, cô Đào, cô Thơ, anh Nghĩa, La, thầy Lam, anh Vĩnh, nhóm sang lấp mặt bằng, anh Mỹ, anh Tin, cô Hòa, cô Tư, anh Đức, cùng toàn thể, rất là tập thể, rất là nhiều người, kẻ công người của, với lòng thành tín cúng dường lên ba hang động cùng những hệ thống đi kèm rất là tốt đẹp. Và nhân đây sư cũng xong thông báo một cái chuyện rất là đáng tiếc.
đó là có anh Tuệ Trí lần đầu tiên đến khu vườn, và sư cũng nói rằng sẽ làm một cái hệ thống hang động, thì anh đã cúng dường tứ vật dụng tương đương là 50 triệu để xây một cái hang động. Nhưng mà sau khi là dự định làm thì chú thờ chú nói là cái vật dụng mà tứ vật dụng để mà cái công thờ không thì nó đã là 50 triệu rồi. Nên hẹn gia đình anh Trí vào cái động thứ tư thì sẽ có nhóm của anh Lộc, nhóm Bát Chánh Đạo cùng chư Phật tử họ sẽ hùng phước để hoàn thiện cái đống thứ tư theo lời ước nguyện của anh hiện giờ. Anh Trí hồi xưa bây giờ đã là một vị tỳ khưu ở Bà Ốc Mô Lâm Nhai, nên tán thán công đức của sư Trí cùng gia đình. Và với phần phước thanh tịnh như vậy, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ đến các gia đình thí chủ luôn được hạnh phúc an vui, thành tựu những ước nguyện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Chúng con xin thay mặt Thế Chủ kính tri ân chư Đại Đức Tăng đã luôn ban bố cho chúng con, đã luôn thương quý tất cả Phật tử chúng con mà ban bố cho chúng con một thời pháp để cho chúng con có được phước báo hơn trong đời sống cư sĩ của chúng con, để cho chúng con là có chánh kiến, có niềm tin, có sức mạnh để mà vừa đời vừa đạo cho được tốt đẹp. Chúng con thành kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Xin đọc theo con. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giáo Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hằng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giáo Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hằng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giáo Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hằng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giác Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hằng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giác Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hằng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giác Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hằng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư quý vị, sau khi thọ trì tam nguyên và ngũ giới nơi Tam Bảo, hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát khỏi khổ luân hồi cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư quý vị phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Lành thay, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để vâng giữ và hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Xa thụ xa thụ xa. À, xin mời Thế Chủ dâng lời thác bạch đến chư Đại Đức Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Phật Pháp Tăng. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa các cô tu nữ và toàn thể tất cả các quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 7, nhằm ngày 21 tháng 5 năm 2020. Gia đình chúng con hôm nay, gia đình chúng con là Trần Thị Việt Thanh, Thái Thị Hồng Hậu, Thái Thị Thí Hằng. Em gái con là Trần Thị Việt Hà, đã có nhân duyên được làm thí chủ dâng y tắm mưa cùng tứ vật dụng cúng dường đến chư Tăng. Nhưng vì chư Tăng, nhưng vì đã giữ gìn chánh pháp, đệ tử Đức Thế Tôn là Ngõ Hầu mang lại phước báu gia đình và toàn thể các Phật tử hiện tiền nơi đây và ngày hôm nay, đồng thời góp phần gìn giữ truyền thống tốt đẹp từ thời Đức Phật để lại. Nguyện thành có được phước thành là phước an lạc, có được nhân lành, nhân thiện, người lành hữu phước hữu duyên, cúng dường thánh chúng phước điền với tấm lòng trong sạch, tự ngay với phần phước báu phát sanh do tâm trong sạch tự nguyện của chúng con. Phước báu này hãy là nhân, là duyên hộ trì nâng đỡ cho chúng con được nhiều sức khỏe, thành tựu trong công việc và cuộc sống, để đến chứng ngộ niết bàn, giải thoát sanh tử luân hồi. Con kính dâng phước đến các chư Tăng, chư Thiên cùng Phạm Thiên và các cõi, nhất là ngự tại thuyền viện này, tại Tư Gia và công ty Hồng Phát. Xin các ngài hoan hỷ nhận làm lãnh phước báu này, mong các ngài được an vui và hội Phật Pháp trụ trì
chúng con Phật pháp và hộ trì chúng con. Con xin hồi hướng phước báu đến cha mẹ, ông bà, anh chị em nhiều đời nhiều kiếp này và thân bằng quyến thuộc, đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các hạng phi nhân cùng tất cả chúng sanh cần được phước báu, mong các vị ấy được an vui trong cảnh giới tái sanh của mình. Xin chia phước đến tất cả các cô bác, anh chị, bạn bè cùng quý Phật tử đến tham gia đóng góp công sức ít nhiều, luôn được vui vẻ, hạnh phúc, an lành, nhiều sức khỏe, tinh tấn trong tu tập tại gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cảm ơn quý sư, tất cả quý tu nữ đã không ngại đường xá xa xôi và cùng các Phật tử đã đến cùng dự lễ dâng y tắm mưa và dâng cốc liêu. Xin đọc theo con, đại chúng xin đọc theo con là Trác Bạch dâng những tấm y tắm mưa cùng tứ vật dụng đến chư đại đức tăng. Ma văn phàm tê, ý ma vô quá si ca sa tí ca vô ý tha nê toa sang khá sa đê mắt sa đu pan tê sang khô ý ma vô quá si ca sa tí ca vô ba tí gan ha tu am ha căng đi ga rap tăng át tha giá hi ta giá su kha giá đu ti dâm bi ta ti dâm bi. Kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin mang những tấm y tấm mưa này xin dâng cúng đến chư tỳ khu tăng lành thai. Kính bạch chư đại đức tăng, kính mong chư đại đức tăng nhận lãnh và thọ dụng các y tấm mưa này cho tất cả chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an vui lâu dài. Chúng con kính dâng lần thứ nhì, chúng con kính dâng lần thứ ba. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Kính bạch chư đại đức tăng, tất cả chúng con kính dâng những tấm y cùng với những lễ phẩm vật dụng này kính dâng đến chư tỳ khu tăng, cầu xin quý ngài bi mẫn thọ nhận cho gia đình thí chủ cùng toàn thể Phật tử chúng con có được phước báo, sự lợi ích, sự an vui lâu dài. Kính bạch chư đại đức tăng, cầu mong quý ngài tụng kinh an lành đến gia đình thí chủ cùng toàn thể Phật tử chúng con, ngưỡng mong ai lực tam bảo hộ trì cho gia đình thí chủ cùng toàn thể Phật tử chúng con để ngăn ngừa và tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và tật bệnh thảy đều được tiêu tan. Chúng con kính thỉnh lần thứ nhì, chúng con kính thỉnh lần thứ ba. Kính bạch chư đại đức tăng được rõ những thực phẩm này của gia đình thí chủ cùng toàn thể Phật tử chúng con kính dâng đến chư đại đức tăng và xin hồi hướng phước báo này đến thầy tổ, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của tất cả chúng con đã quá vãng.
Chúng con xin dâng những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng, có cả các món ăn, những tấm y, bình bát cùng với những lễ phẩm vật dụng này, kính dâng đến chư Đại Đức Tăng. Mong chư Đại Đức Tăng chứng minh, xin cho các bậc hữu ân của chúng con, nhất là thầy tổ, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đã quá vãng, hay biết rằng phước báo của lễ trai tăng này về phần các vị đó, và xin cho các vị đó được phép thọ hưởng tùy ý. Khi thọ hưởng rồi thì được thoát khỏi những điều lao khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả an vui, và cho được như ý muốn của các bậc hữu ân của chúng con, nhất là cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đã quá vãng, cũng như còn tại tiền, do theo phước báo chảy vào không dứt, lần thứ nhì, lần thứ ba. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Mình dịnh giao nhau bà con ơi, mình dịnh giao nhau đều được dâng đến chư tăng bà con ơi. Sa thu, sa thu, sa thu. Sa thu, sa thu, sa thu. Sa thu, sa thu, sa thu. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Dâng một cái bát. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà thí chủ đã làm trong ngày hôm nay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Đức Bắc hả? Dạ, Đức Bắc. Rồi, sao thôi. Rồi, rồi, rồi. Thì xuống có nhiều. Rồi. Cùng thánh cho quý ngài. Mô ta sa pa ca va to a ra to sa ma sa mô ta sa na mô ta sa pa ca va to a ra to sa ma sa mô ta sa na mô ta sa pa ca va to a ra to sa ma sa mô ta sa iti pi so pa ca va ra hen sa ma sa mô to vi cha cha ra na sa ma no sa ca to Lokamino anuantaro purisadamasaratisata devamanuasanam Bhutto bhagavati sakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko
Vasiko Banayiko Vajatang Vedinam Vinyo Vittiso Vatipano Vagavato Savakasangko Ucho Vatipano Vagavato Savakasangko Nye Yamatipano Vagavato Savakasangko Yami Chivatipano Vagavato Savakasangko Yadi Dhanjata Riburisa Yogani Ata Burisa Vokala Esa Bhagavato Savakasangko Ahuneyo Bahuneyo Dakhineyo Anchalikaraneyo Anuadarang Vanyaketang Lokasati Muthang Saranang Gacchami Thammen Saranang Gacchami Sangkan Saranang Gacchami Dutiyami Vatang Saranang Gacchami Dutiyami Thammen Saranang Gacchami Dutiyami Sangkan Saranang Gacchami Tatiyami Vatang Saranang Gacchami Tatiyami Thammen Saranang Gacchami Tatiyami Sangkan Saranang Gacchami Sambhabhutanupavena Sambhathammanupavena Sambhasankhanupavena Bhattaratanang Dhammaratanang Sankaratanang Dhinnang Ratanang Anupavena Chaturasi Kandhanuvavena Pitakatayanuvavena Chinasavakanuvavena Sambhete Roga Sambhete Vaya Sambhete Antaraya Sambhete Obandhava Sambhete Dvanivyata sambhete avamangala vinasando ayuvatako dhanavatako sirivatako balavatako vanavatako sukavatako hodo sambhadado karoga phaya vera soka sato chuvandava aneka Vivinasato jate jasa jaya siddhi thanang labhang sati vayang sukhang balang siriyayu javando javogang vati jaya savasata vasa jayu jaji vasiddhi pavandute yonya các đức như là đức của chư Phật sự hiện sự phát tài sự phát lợi hoặc sự thành lợi vong lô sự an vui hòa sức mạnh sự phước lợi sự sông lâu sự sáng đẹp sự tấn tài sự tấn hoa sự sáng cả hòa sự sống đến trăm tuổi hòa sự thành tổ trong việc nuôi mạng cho được an vui tất cả sự ấy cầu xin hàng đến cho người Parivoren di sagarang eva me vai to rin nang ve ta nang o va ka pa ri e chi nang va ri nang do ma ke pa me va sa me cha do sa pe vo ren Chandra Vanara Soyana Mani Chotira Soyana Sabi Diyo Vivva Chandra Sambaro Govina Sanuma Deva Vandandara Yosukhi Nika Yuko Pagwa Figwa Dana Sile Sani Chan Vata Vachan Yino Chanda Rora Ma Vatandiyaya Yuvando Sokhang Balang các con đường nước đầy đủ nhất
nhất là sống và rành làm cho biến đường đầy đủ, cũng như sự bố thí mà thí chủ làm trong lúc hiện tại đây. Cầu xin cho được kết quả đến như người đã va vãng, cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi, cho được mau thành tổ kịp thời đến người. Cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người. Như trăng trong ngày rằm bàn chán vậy, cũng như ngọn ma ni chiếu sáng rỡ ràng, là ngọn quý báu có thể làm cho tất cả sự rủi ro của người đều được như nguyện. Cầu xin tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được như khói. Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hàng đêm đến người. Là người đang nghiêng mình lễ bái, cung dường đến tam bảo, và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Adasimekasime nyatimitasaka mà người đã cúng dường rồi là phước thí đến chư tăng. Mới được kết quả lợi ích lâu dài, đến những quyền thuộc đã va vang, do nhờ hiệp theo duyên cớ. Cầu xin cho tất cả thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sở thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin hoa của tâm tin thành tam bảo, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn. Sa thụ sa thụ sa thụ ác
ca sa tha cha phum ma ta đề quá na ga ma hết thi ca anu mô đan tu chi răng ra khăn tu sa sa năng a ca sa tha cha phum ma ta đề quá na ga ma hết thi ca buôn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khăn tu nô ga ru a ca sa tha cha phum ma tha đề quá na ga ma hết thi ca buôn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khăn tu nha ta vô a ca sa tha cha phum ma ta ma hết thi ca buôn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khăn a ca sa tha cha phum ma ta đề quá na ga ma hết thi ca buôn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khăn tu nô sa đa chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn dân kinh chư của sa la cam măng ca ta băng cơ rê dân ma ma ca dê na qua cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng ta san nhi nô a thi dê cha sa ta a san nhi nô ca tăng buôn nhà pha lăng mây hăng sa bê pha ghi pha quan tu tê ca tăng su quê đi tăng đi năng buôn nhà pha lăng ma gia dê cha ta tân na cha nan thi đê qua gan toa ni quê đã dung lộ cầm hi dê sát ta chỉ quanh ta ha rạc hê tu ca mà nôn nhăn phô chạch năng sa bê la văn tu ma ma chê ta sa ti y đằng nô nha hôn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su ki ta hôn tu nha ta vô y đằng nô nha sau khi ta ngon tù nha ta vô y đăng qua ta mê buôn nhân a sa qua kha gia qua hăng hô tù a na gà tê ca lê do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyên thuộc đã qua vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn tại tiền cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai xa thu xa. Chúng con kính vô cùng tri ân chư đại đức tăng tại tự viện, sư cả trụ trì cùng chư đại đức tăng cùng quý cô tu nữ đã luôn thương quý chúng con. Chúng con kính tri ân chư đại đức tăng khách, vị thương mến gia đình thí chủ cùng toàn thể Phật tử chúng con mà đường xá xa xôi đến đây để chứng minh cho buổi lễ của gia đình thí chủ, và chúng con rất là hoan hỷ không biết nói gì hơn. Chúng con cũng xin kính tri ân tất cả các bạn bè thân hữu ở tất cả các nơi có mặt, cũng như là các vị không có đến được, xin tri ân tất cả những tấm lòng vàng đã luôn chung tay chung sức hộ độ chư đại đức tăng, hộ độ cho tam bảo với mong ước được trường tồn mãi mãi. Và chúng con tuy với tâm thành kính nhưng cũng không thể tránh khỏi những điều sơ thất đến quý ngài, đến quý cô tu nữ, đến đại chúng, cầu mong cho tất cả và xin cho tất cả, rồi xin quý ngài từ bi tha lỗi cho tất cả chúng con.
Xin đọc theo con là chi phước nha. Phước thiện thanh cao này, chúng con kính dâng lên tỳ khu tăng uy kính, đến cha mẹ thầy tổ cùng quyến thuộc bạn bè, cầu mong cho tất cả hằng hằng được an vui. Kính xin hồi hướng đến cha mẹ và thầy tổ, chúng sanh cùng quyến thuộc đã quá vãng nhiều đời, cầu mong cho tất cả hằng hằng được an vui. Kính chia đến chư thiên cùng phạm thiên các cõi đã hộ trì chánh pháp và chư thiên gìn giữ đức xá lợi chư Phật, chư thiên hộ trì con cùng chúng sanh ba cõi, cầu mong cho tất cả hằng hằng được an vui. Cùng với thiện sự này là nhân lành duyên tốt, đưa con sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, giải thoát khổ tử sanh, luân hồi trong tam giới, ý đam mê bun nhăn, niết bàn ná xá, bát chay vô hồ tú, ý đam mê bun nhăn, niết bàn ná xá, bát chay vô hồ tú, ý đam mê si lăng, niết bàn ná xá, bát chay vô hồ tú. Nguyện giới này của con, nguyện phước báo này của con hãy là nhân là duyên, đưa con sớm chứng ngộ niết bàn, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sa thụ sa thụ sa thụ. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay.